Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today. Và Hương Giang xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối ngày đầu tiên của tháng 11 năm 2018. Và Hương Giang mong là vào tối ngày hôm qua quý vị đã có một lễ Halloween bình an, an toàn với con cháu của mình. Thưa quý vị, lễ Halloween đã trôi qua nhưng mà vào ngày hôm nay nhà chức trách vẫn khuyến cáo là các bậc phụ huynh nên kiểm tra lại cái số kẹo mà con em của mình đã xin được vào tối ngày hôm qua. Bởi vì gần đây nhất vào ngày hôm nay thì một phụ nữ ở Tennessee đã cho biết là bà kiểm tra trong số kẹo của con mình xin được thì có một cây kẹo vào trong cái tờ giấy gói của cây kẹo thì có một cây kim cắm ở trong đó. Rất là đáng sợ. Và cũng vào ngày hôm qua thì California đã mở một cái đợt truy quét những cái tội phạm tình dục đang được quản chế, thưa quý vị, và 110 tên đã bị bắt giữ. Cái 110 tên này nó chỉ chiếm 9% trong tổng số tội phạm tình dục mà nhà chức trách đang để mắt tới. Và trong số này có một số thì bị cáo buộc là vẫn tàng trữ tranh ảnh ấu dâm, vũ trang, rồi có ma túy, rất là nhiều những cái cáo buộc, một số thì bị vi phạm cái lệnh quản chế. Thưa quý vị, và trở về với tình hình chính trị Hoa Kỳ, chỉ còn 5 ngày nữa thôi thì bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra. Và cái giai đoạn nước rút này, cả hai bên đều tung những cái chiêu độc nhất nhằm cái thu hút lá phiếu. Và thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump và Cộng hòa vừa mới tung ra một cái mẫu quảng cáo vận động tranh cử mà đang bị chỉ trích rất là nhiều. Nhưng mà cái mẫu quảng cáo này là một cái bản sao của mẫu quảng cáo vào năm 1988 khi đã Bush cha vận động tranh cử chống lại ứng cử viên ở Massachusetts và đã dùng cái mẫu quảng cáo tên tội phạm hết sức kinh hoàng, đó là tên Willie Horton. Thưa quý vị, và vào ngày hôm nay thì Cộng hòa đã cho tung ra một cái mẫu quảng cáo. Trong cái mẫu quảng cáo này là mẫu quảng cáo về tên Louis Bracamonte. Thưa quý vị, Louis Bracamonte vào năm 1977, trước đó thì anh ta đã vào Mỹ bất hợp pháp từ Mexico. Năm 1997 thì anh ta bị chính quyền của cựu tổng thống Bill Clinton trục xuất lần thứ nhất. Đến năm 2001 thì anh ta quay trở lại và vào lúc này thì bị chính quyền của cựu tổng thống George Bush con trục xuất lần thứ hai. Và đến năm 2002 thì anh ta quay trở lại Hoa Kỳ và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ tại đây. Năm 2014 thì anh ta buôn bán ma túy và đã bị cảnh sát rượt đuổi. Và trong cái cuộc rượt đuổi này anh ta đã dùng cái khẩu AR-15 bắn chết hai cảnh sát quận Sacramento ở miền Bắc California. Và tên này hiện nay đang lãnh án, thưa quý vị, lãnh án sát hại hai cảnh sát này. Và trong cái thời gian mà y ra tòa, nghi can này rất là bình tĩnh, anh ta còn cười đùa nữa, thưa quý vị, cười tươi rói và bảo rằng là anh ta sẽ sớm tiếp tục giết cảnh sát. Và Cộng hòa đã lấy hình ảnh của Bracamonte vào trong cái mẫu quảng cáo này. Và trong cái mẫu quảng cáo này ghi cái câu chú thích: dân chủ để anh ta ở lại. Và thật là xúc phạm, lăng nhục trước những gì dân chủ đang làm cho quốc gia chúng ta. Hãy bỏ phiếu cho Cộng hòa. Và cái mẫu quảng cáo này được xem là cái mẫu quảng cáo tương tự vào năm 1988. Thưa quý vị, tên Horton đã bị kết án cái tội sát nhân. Nhưng mà trong một cái kỳ nghỉ vào cuối tuần, theo cái luật của Massachusetts, thì anh ta được về nghỉ cuối tuần. Nhưng mà anh ta không có quay trở lại sau cái kỳ nghỉ cuối tuần và tiếp tục gây án, tiếp hành hung hiếp dâm. Và cuối cùng buộc phải vào tù ở Maryland. Thưa quý vị, và cái mẫu quảng cáo đó đem lại thắng lợi cho Tổng thống Bush cha. Nhưng liệu cái mẫu quảng cáo lần này có đem lại cái thắng lợi cho Tổng thống Donald Trump hay không? Thưa quý vị, và lúc này đây thì người ta đang chỉ trích bởi vì cái mẫu quảng cáo này là một cái mẫu quảng cáo được xem là kỳ thị
và Tổng thống Donald Trump trong những ngày vừa qua đã thúc đẩy cái thông điệp để kêu gọi cử tri Cộng hòa ra bỏ phiếu, đó là cái thông điệp về người di dân. Người di dân như Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là một cái mối lo ngại của người dân Mỹ. Vấn đề tường biên giới, an ninh biên giới, di dân lậu là vấn đề đáng quan ngại, là vấn đề được rất là nhiều người Mỹ quan tâm. Và Tổng thống Donald Trump cùng Cộng hòa đang thúc đẩy cái thông điệp này để vận động tranh cử. Vào ngày hôm nay ông thông báo tuần sau thì ông sẽ ký một sắc lệnh. Cái sắc lệnh này người ta cho rằng ông đang đổi cái luật của Mỹ, tức là sắc lệnh này không cho bất cứ những cái người nào vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin tị nạn. Và những người muốn nộp đơn xin tị nạn thì phải tới trình diện trước một cái cửa khẩu, tức là cửa nhập cảnh đó. Thưa quý vị, ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ triển khai 10 đến 15.000 quân ra biên giới khi mà cái đoàn người di dân bây giờ hiện nay đang cách biên giới Hoa Kỳ khoảng 870 dặm. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Tổng thống Donald Trump bảo rằng những cái binh sĩ được triển khai ra biên giới có thể đối phó với những cái viên đá, nếu như người di dân ném đá vào họ thì họ xem đây, họ đối xử, họ nên có hành động như là những viên đá này như là những cái khẩu súng trường. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì ông tuyên bố sẽ ký sắc lệnh để chấm dứt cái việc là cấp quốc tịch cho bất cứ đứa trẻ nào, cho dù đứa trẻ đó là bố mẹ không phải công dân Mỹ hay là con của di dân lậu được sinh ra ở trên nước Mỹ. Vào ngày hôm nay, với cái tuyên bố của mình thì chứng tỏ ông đang chứng tỏ là, thưa quý vị, đang có một đường lối rất là cứng rắn đối với vấn đề di dân lậu. Thưa quý vị, nhưng mà thực ra bây giờ cái đoàn người di dân đó có phải là mối đe dọa ngay tức thời để buộc phải triển khai một cái lực lượng mà 15.000 binh sĩ hay không? Thưa quý vị, cái con số 15.000 binh sĩ là cái con số mà người ta bảo là số mà Mỹ đóng quân có thể trên 160 quốc gia. Một con số 15.000 quân là một con số rất là khổng lồ. Ngày hôm qua thì các viên chức của Ngũ Giác Đài tỏ ra là choáng váng trước cái thông tin mà Tổng thống Donald Trump đưa ra. Và đây chẳng qua là một cái biện pháp để lấy phiếu trước bầu cử giữa kỳ. Chúng ta thấy là những cuộc thăm dò, Dân Chủ đang dẫn đầu. Đối với Hạ viện, Thượng viện thì cánh cửa đối với Dân Chủ, dành cho Dân Chủ có thể hẹp hơn. Nhưng Hạ viện, những cái cuộc tranh đua vào Hạ viện thì hiện nay Dân Chủ đang dẫn trước. Mặc dù chúng ta thấy những ngày vừa qua Dân Chủ không có, khi mà Tổng thống Tòa Bạch Ốc Cộng Hòa đưa ra những cái thông điệp về di dân, đưa ra những cái thông điệp về bảo hiểm y tế mà nó không chính xác, nhưng mà Dân Chủ họ chưa có một cái chiến lược phản công nào mạnh mẽ cho đến giờ phút này. Nhưng mà quý vị, cũng liên quan đến bầu cử, tại tiểu bang Tennessee vào năm 2016, ông Donald Trump thắng 61%. Quý vị có biết bây giờ hai ứng cử viên Cộng hòa và Dân Chủ, người ta gọi là neck to neck, tức là đang rất là xích sao, và đây là tín hiệu mà khiến cho Cộng hòa lo ngại. Vào ngày hôm nay thì một nhân vật rất là nổi tiếng ở Hollywood, đó là bà Oprah Winfrey. Bà đã bay từ LA sang Georgia để vận động tranh cử cho ứng cử viên Dân Chủ, nữ ứng cử viên da màu ở đây, bà Stacey Abrams. Thưa quý vị, và bà Winfrey đi gõ cửa từng nhà cử tri một để vận động cho ứng cử viên của mình. Bà bảo chưa bao giờ tôi làm việc này, chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Và tôi làm việc này một cách tình nguyện bởi vì tôi thấy là tôi cần phải đến nơi đây. Người ta không có trả tiền cho tôi và tôi cũng không có dùng đây là một cái bước thử để bước vào tranh cử tổng thống vào năm 2020. Như nhiều người đồn đoán, thú vị, bởi vì trước đây bà Winfrey đã có một cái bài phát biểu, có một bài diễn văn rất là hùng hồn
và lôi kéo sự chú ý, gây phấn khích cho rất là nhiều người. Và có lời đồn rằng với cái bài diễn văn đó thì bà có thể đủ sức ra vận động tranh cử, ra tranh cử tổng thống vào năm 2020. Nhưng mà vào ngày hôm nay bà bảo rằng không, bà không có ý định ra tranh cử năm 2020. Bà cũng không có dùng cái việc này để làm một cái phép thử. Bà thấy đây là nơi cần thiết mà bà cần phải tới. Thưa quý vị, Hollywood đang bắt đầu nhảy vào chính trị với Winfrey. Và thưa quý vị, với cả một tài tử, đó là Will Ferrell. Will Ferrell cũng đến Georgia, cũng gõ cửa từng nhà cử tri để vận động cho ứng cử viên dân chủ bà Stacey Abrams. Trong khi đó, vào ngày hôm nay thì phó tổng thống Mike Pence cũng đến Georgia để vận động tranh cử cho ứng cử viên Cộng hòa là ông Brian Kemp. Và ông Mike Pence đã nhạo cái việc là hai ngôi sao của Hollywood đến đây vận động cho ứng cử viên dân chủ. Ông bảo rằng Hollywood không có biết gì về chính trị cả, và đây không phải là Hollywood. Và ông bảo rằng cái việc ông tới Georgia là big deal. Thưa quý vị, chúng ta chờ xem thử kết quả ở Georgia như thế nào. Và hiện nay cả hai bên các ứng cử viên đang ráo riết, và với những cái đòn rất là mạnh về vấn đề di dân, liệu Cộng hòa có vẫn giữ được cái thế đa số ở Hạ viện hay không? Trở lại với mẫu quảng cáo của Louis Bracamontes. Thưa quý vị, đó là Louis Bracamontes. Người đàn ông này, trong cái đoạn băng này, tên tội phạm nguy hiểm này đã giết hai cảnh sát. Nhưng mà cái mẫu quảng cáo này nó không có hề đề cập gì đến nghi can vừa mới đây đã sát hại 11 người Do Thái. Và theo thống kê thì những người di dân và những người di dân lậu, cái số tội phạm nó không có bằng cái số tội phạm mà được sinh ra ở đây có quyền công dân. Thưa quý vị, và mẫu quảng cáo cũng không đề cập đến một điểm nữa. Đó là Bracamonte đã sử dụng khẩu AR-15 để sát hại hai cảnh sát quận Sacramento. Đây là loại súng trường tấn công mà ông Trump và Cộng hòa nhất mực từ chối cấm sử dụng. Và thưa quý vị, chính trị mà có nhiều trò dơ bẩn, cũng giống như năm 1988. Một người đứng đằng sau cái mẫu quảng cáo, Willie Horton, thưa quý vị, là một nhân vật được xem là cáo già, một nhân vật mà chuyên chơi những cái trò bẩn. Nhưng mà cái quảng cáo đó đã thành công, đã giúp đem lại chiến thắng cho Bush cha. Còn bây giờ chúng ta chờ xem liệu thế phép thử với cái mẫu quảng cáo này và với cái đòn bẩy, với cái chính sách mà rất là cứng rắn từ những cái đề nghị từ Tổng thống Donald Trump như vậy về vấn đề di dân, có giúp Cộng hòa trong cái mùa bầu cử này không? 5 ngày nữa chúng ta sẽ biết rõ hơn. Thưa quý vị, 2 ngày trước Hương Giang đã thưa chuyện với quý vị, đó là có những người phụ nữ đứng ra tố giác là mình được người ta đề nghị trả tiền để có thể đưa ra tố cáo hành vi tình dục sai trái chống lại công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Và văn phòng của ông Robert Mueller buộc phải chuyển những cái cáo buộc này, những cái tố cáo này sang cho FBI điều tra. Và họ đã gửi ra một cái thông báo rất là hiếm hoi về vấn đề này. Và thưa quý vị, Hương Nhan đã thưa chuyện với quý vị, đó là các ký giả, rất là nhiều ký giả nhận được một cái email của một người phụ nữ. Bà này bảo rằng là có một người đã liên lạc với bà và đề nghị là sẽ trả hết cái số tiền ở trong bank account, trong thẻ tín dụng. Và cái số tiền này là 34.000, tức là người đầu dây, người liên lạc với bà biết rõ cái tình hình tài chính của bà. Và ngoài ra còn sẽ gửi thêm một cái tấm check là 10.000 đô nữa. Thưa quý vị, và người phụ nữ này cho biết
cái nhân vật đứng đằng sau đó là Jack Berman. Jack Berman là một người chuyên theo những cái thuyết âm mưu, một người mà kêu gọi sa thải ông Robert Mueller và phó tổng trưởng tư pháp là ông Jeff Sessions, là ông Rod Rosenstein. Và thưa quý vị, vào ngày hôm đó, trong những ngày vừa qua, thì Jack Berman đã liên tiếp lên mạng Twitter và mạng Facebook bảo rằng ông có chứng cứ Robert Mueller có một lịch sử cả cuộc đời là chuyên quấy rối phụ nữ, và ông có chứng cứ vào thứ năm tuần này ông sẽ đưa ra một cái nhân chứng hết sức là tin cậy, đáng tin cậy, và hẹn các ký giả ở khách sạn Holiday Inn tại Washington DC. Và thưa quý vị, đúng là như vậy, theo đúng giờ 12 giờ trưa ngày hôm nay, thì thưa quý vị, Jack Berman cùng với một người khác, Jacob Wolf và Jack Berman đã có mặt tại buổi họp báo này. Và tại buổi họp báo này, thưa quý vị, có lẽ nhiều ký giả xem rằng đây là một cái trò cười. Hai người đàn ông này mướn giờ tại khách sạn này, họ bảo rằng họ có nhân chứng, đây là một người phụ nữ khoảng tầm trên 30 tuổi ở LA, và cô ta đã cáo buộc là ông Robert Mueller sàm sỡ. Nhưng mà cô không có xuất hiện ngày hôm nay bởi vì cô sợ an nguy cho tính mạng của mình, cho nên là cô đã đổi cái chuyến bay của mình, đổi cái đường bay của mình qua một cái địa điểm khác. Và hai người này bảo rằng nhân chứng này sẽ xuất hiện trong một cái buổi họp báo kế tiếp, cách sẽ không có còn bao lâu nữa. Thưa quý vị, hai người này trong cái buổi họp báo lên bục, thậm chí là nói sai tên, trục trặc về tên của người phụ nữ này. Và hai người này thay nhau ca ngợi lẫn nhau, rồi sau đó giải trình là mình không có phải là người có định kiến chính trị, mình không có phải là tuyên truyền những cái âm mưu không có thật, những cái thuyết âm mưu không có thật. Và thưa quý vị, cái buổi họp báo được ký giả bảo là đây là một cái trò đùa. Và cuối cùng, khi mà sắp hết giờ, hết cái thời hạn mà hai người này mướn cái phòng họp ở khách sạn này, thì chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi. Thì vì một ký giả không biết từ tờ báo nào đã đặt câu hỏi là liệu hai ông đã chuẩn bị tinh thần vào nhà tù liên bang hay chưa? Và hai người này bảo là không, chúng tôi không có chuẩn bị chuyện này. Và thưa quý vị, để xem thử là FBI sẽ điều tra ra kết cục ai đứng đằng sau những cái lời tố giác này. Nhưng mà theo truyền thông cho biết, có hai người phụ nữ bảo rằng họ được nhận tiền để bảo rằng họ được đề nghị trả tiền để lên tiếng cáo buộc ông Robert Mueller về hành vi tình dục. Và cái công ty mà đề nghị đó có cái tên là Sapphire Intelligence. Mà công ty này thì nó lại có liên quan đến Jacob Cove. Thưa quý vị, chúng ta chờ xem thử FBI sẽ tìm ra chuyện gì đứng đằng sau. Và trở lại với những bản tin quanh vùng vịnh San Francisco. Quý vị có biết là ngày hôm qua, truyền thông tờ Mercury News đưa tin có một cái công ty đòi nợ. Quý vị biết là ở Mỹ, các công ty đòi nợ họ làm ăn phát đạt lắm. Có những món nợ mà chủ nhân không có trả được, hoặc là trả trễ, bất cứ lý do gì, công ty đòi nợ gọi điện liên tục. Và họ khi mà họ đòi được cái số tiền đó thì họ ăn commission. Nợ lớn, nợ nhỏ, vài trăm đô, vài ngàn đô, hay là vài chục ngàn đô. Và thưa quý vị, đây là những công ty hợp pháp. Và mới đây thì công ty đòi nợ, công ty mẹ là công ty ICO Holdings, và một cái công ty con của công ty này là công ty Allied Interstate, đã buộc phải ngồi xuống dàn xếp một cái vụ kiện. Và họ đồng ý trả bồi thường 9 triệu Mỹ Kim, bởi vì công ty họ đã quấy rối khách hàng trên 18 quận hạt ở California, từ San Jose cho đến San Diego, bằng những cái cuộc điện thoại tự động.
Và thưa quý vị, trong cái thỏa thuận dàn xếp này, công ty này, hai cái công ty mẹ và công ty con đồng ý là sẽ huấn luyện nhân viên về quy định các cuộc gọi điện thoại, cũng như là giữ hồ sơ các cuộc gọi của nhân viên mình, cũng như là cho một bên thứ ba vào kiểm toán trong 5 năm tới, mỗi năm trong 5 năm tới. Quý vị có biết là những cái công ty đòi nợ đó, họ quấy rối khách hàng bằng cách nào không quý vị? Họ cho một ngày họ cứ thảy hàng loạt những cái cuộc gọi tự động đó, người ta gọi là robot calls, tức là những cái cuộc gọi đã ghi âm sẵn rồi họ gọi tới. Thậm chí có những công ty là cho nhân viên gọi tới luôn. Quý vị biết họ gọi tới, chủ nhân trả lời là cái này tôi đã giải quyết rồi, yêu cầu đóng hồ sơ lại, nhân viên đó xong cúp máy, ngày mai lại nhân viên khác gọi, ngày mốt cũng một nhân viên khác. Chuyện này xảy ra nhiều lắm. Và người ta không, bây giờ hiện nay không có rõ là cái dàn xếp 9 triệu Mỹ Kim này sẽ được, cái số tiền này sẽ được giải quyết như thế nào, phân bổ ra làm sao. Nhưng đây là cái vụ kiện mà đầu tiên do quận Riverside đệ đơn lên. Ban đầu chỉ có quận Riverside đệ đơn, sau đó các quận hạt khác ở California đã tham gia vào cái vụ kiện này. Và thưa quý vị, có một bản tin mà Hương Giang cũng muốn nhắc nhở quý vị, đó là vào tối ngày hôm qua hay sáng sớm ngày hôm thứ Năm, thì tại San Francisco, tại một nhà hàng đã có xảy ra một vụ ẩu đả. Và một phụ nữ trẻ 18 tuổi bị rạch mặt, bị cắt mặt bằng cái gì quý vị biết không? Bằng cái muỗng nhựa, người ta gọi là spork, tức là cái muỗng nhựa đó, cái muỗng mũ đó mà cái đầu nó có một khoảng 2-3 cái răng cưa. Lâu nay chúng ta dùng dao, nĩa, muỗng nhựa, chúng ta nghĩ đó là an toàn. Chị Hương Giang không có nói là về an toàn sức khỏe, mà đáng nói là về an toàn. Thưa quý vị, nhưng mà thực ra những cái vật nhỏ có thể trở thành vũ khí. Vào tối ngày hôm qua, 4 người phụ nữ đã tấn công một phụ nạn nhân 18 tuổi. Và một trong 4 người phụ nữ này dùng cái spork đó để rạch mặt và đứt từng đường người phụ nữ nạn nhân. Và nạn nhân được đưa vào bệnh viện, không an nguy đến tính mạng, nhưng mà mặt thì bị cắt nhiều đường. Thưa quý vị có con nhỏ cẩn thận nha quý vị. Đừng có nghĩ rằng cái đồ dùng bằng mũ bằng nhựa như vậy mà có nó có thể an toàn. Nếu chúng ta dùng sức mạnh, mà nếu có ai đó có intention, có ý đồ xấu, thì những cái vật tưởng chừng như là vô hại thì nó có thể trở thành có hại. Một bản tin cuối cùng. Hiện nay, tiểu bang Iowa, công chúng đang tập trung vào một cái vụ xử án. Cái phiên xử án này bắt đầu vào hôm thứ Ba. Nghi can là một người bố 29 tuổi, thưa quý vị. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2017, thì vào khoảng 12 giờ 55 phút chiều, người đàn ông này gọi điện lên 911 báo là con trai của mình, con trai sơ sinh của mình đã bị tử vong. Và nhân viên cứu thương khẩn cấp đã đến hiện trường. Quý vị có biết người ta phát giác ra gì không? Kinh hoàng. Bé trai Sterling 4 tháng tuổi nằm trong một cái nôi. Và quý vị biết tả của em á, 9 đến 14 ngày rồi chưa có thay. Đến nỗi mà trong đó đầy phân mật dòi với bọ mà làm bị hâm tả rồi da nó bị lỡ luôn. Lỡ da đến nỗi virus E. coli. Em bị nhiễm virus E. coli. Quý vị có biết là em bé này văn phòng điều tra cho biết là bị suy dinh dưỡng, bị thiếu nước, bị nhiễm khuẩn. Và nhân viên cứu thương khẩn cấp đầu tiên đến hiện trường thì vào ngày hôm thứ Ba bà khai rằng là khi mà bà đến đó thì người bố với một cái thái độ rất là dửng dưng dẫn bà vào một cái căn phòng nóng bức tối tăm và bật đèn lên, thì khi đó mắt của em bé đã mở to một cái ánh mắt vô hồn. Thưa quý vị, và bà đưa tay lên sờ ngực em bé thì cái quần áo của em bé nó giòn tan à.
và phó cảnh sát trưởng quận. Ông cho biết là ông có tham gia vào cái buổi giảo nghiệm tử thi và ông miêu tả là dòi bò ấu trùng khi mà nhân viên giảo nghiệm tử thi lột ra từng cái lớp quần, lớp chăn, lớp quần áo mà sũng nước tiểu của em bé. Và thưa quý vị, nhân viên cứu thương đầu tiên đến và bảo rằng khi mà cô kéo cái chăn qua một bên thì đám bọ mắc bay úa túa ra. Theo công tố viên cho biết tại tòa là bạn gái của người đàn ông này đã vào kiểm tra em bé lúc 9 giờ sáng. Sau đó 11 giờ 33 phút cô ta vào thêm một lần nữa mới phát hiện ra em bé đã tử vong. Nhưng mà đến 12 giờ 55 phút thì anh ta mới gọi điện cho cảnh sát. Người đàn ông này có thu nhập 35.000 một năm, một cái thu nhập khá đáng kể ở tiểu bang Iowa. Anh ta có đầy đủ điều kiện để mua thực phẩm, để mua vật dụng em bé. Và anh ta không phải là một cái ông bố trẻ mà không có kinh nghiệm, bởi vì anh ta có một đứa con gái ở trong nhà, cô con gái 2 tuổi hết sức là khỏe mạnh. Và cái phiên tòa này, cái chết của một bé trai 4 tháng tuổi, bé sơ sinh 4 tháng tuổi kinh hoàng. Chính vì vậy mà nó đang lôi cuốn, thu hút sự chú ý của công luận tại tiểu bang Iowa. Hiện nay thì phiên tòa vẫn đang diễn ra và chưa biết là nếu như bị truy tố cáo buộc sát nhân và cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ em thì người đàn ông này sẽ đối diện với cái bản án tối đa là bao nhiêu. Trong khi đó người mẹ 21 tuổi thì cô ta cũng bị cáo buộc tương tự. Và nhưng mà cô ta lại được xử trong một cái phiên tòa riêng biệt. Thưa quý vị, và đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hãy vào báo calitoday.com để đọc báo, theo dõi tin tức, theo dõi bình luận, theo dõi thời sự. Và một lần nữa kính chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon, an nhàn, ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.